Ủy ban Nhân dân thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh vừa thông tin về việc xét nghiệm COVID-19 bằng phương pháp PCR đối với người và hàng hóa xuất khẩu qua các cửa khẩu trên địa bàn thành phố. Ủy ban nhân dân thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh cho biết, từ ngày 8 tháng 1, các lực lượng chức năng sẽ dừng xét nghiệm real-time PCR đối với người và hàng hóa xuất khẩu tại cửa khẩu cầu Bắc Luân 2, lối mở km 3-4 Hải Yên, cửa khẩu Ca Long. Tuy nhiên, thành phố Móng Cái cũng yêu cầu các lực lượng liên ngành khối cửa khẩu doanh nghiệp, người lao động tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, tuyệt đối không lơ là chủ quan trong phòng chống dịch bệnh. Trong đó, người ra vào khu vực cửa khẩu vẫn phải duy trì việc đeo khẩu trang, sắt khuẩn tay, không tập trung đông người. Lái xe trung chuyển vẫn phải mặc áo bảo hộ, đeo khẩu trang, găng tay, bao giày, kính phòng chống dịch trong quá trình làm việc. Ngoài ra, thành phố Móng Cái vẫn duy trì đội lái xe trung chuyển thông qua danh sách đã được phía Trung Quốc chấp thuận và cấp mã vạch, cấp thẻ lái xe trung chuyển đủ điều kiện